Hoài Sa và Thi Nhung xin thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang đến với phần tin News at Night cùng với Thi Nhung và Hoài Sa cho thứ Bảy ngày 13 tháng 1. Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 1 cùng với Hoài Sa. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời có nhiều mây và có nắng nhẹ trong ngày. Nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 16 độ vào ban ngày và thấp nhất vào ban đêm là 4 độ. Gió thổi nhẹ hướng Tây Nam dưới 5 dặm một giờ. Dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Tại thành phố New York, trời trong xanh đầy nắng với nhiệt độ dao động từ 16 cho đến 30 độ. Gió thổi hướng Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. Khu vực Philadelphia trời không mây và đầy nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 5 độ, xuống thấp nhất vào ban đêm là âm 14 độ. Gió thổi nhẹ hướng đông dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Thủ đô Washington DC trời nắng và không có mây, với nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 17 cho đến 29, gió thổi hướng tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng khô ráo và không có mưa. Miami trời nắng kèm thêm mây rải rác vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 69 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 54. Gió bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Tại thành phố Orlando trời nắng kèm thêm mây rải rác vài nơi, với nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 44 cho đến 61 độ. Gió hướng bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và dự báo xác suất có 10% mưa. Tại thành phố Tampa, trời nắng và không có mây, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 61, xuống thấp nhất vào ban đêm là 41 độ. Gió thổi hướng bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Tại thành phố Houston của tiểu bang Texas, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 55, xuống thấp nhất vào ban đêm là 39 độ. Gió thổi hướng đông từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Và tại thành phố Dallas, trời nhiều mây và có nắng nhẹ trong ngày, với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 54, xuống thấp nhất vào ban đêm là 36 độ. Gió nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày cũng chỉ vào khoảng 10%. Sacramento trời có nhiều mây và âm u, không có nắng trong ngày, nhiệt độ dao động vào khoảng 45 cho đến 63 độ, gió thổi nhẹ dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. San Jose trời có nhiều mây và nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 70 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 50 độ. Gió thổi nhẹ hướng tây bắc dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ khô ráo và không có mưa. Thành phố Los Angeles trời có nắng và mây rải rác vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 78, xuống thấp nhất vào ban đêm là 53 độ. Gió thổi nhẹ dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ khô ráo và không có mưa. Tiếp theo là khu vực San Diego với trời nắng nhẹ và có mây rải rác vài nơi. Nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 54 cho đến 73 độ. Gió hướng tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Dự báo ngày và đêm cũng khô ráo và không có mưa. Và tiếp theo sau đây, kính mời quý vị theo dõi những bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin News at Night là một bản tin liên quan đến tình hình trên thế giới cho biết, nhiều nhà thờ tại Chile đã bị phá hoại 3 ngày trước khi diễn ra chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã vừa tới đốt phá 3 ngôi giáo đường tại thủ đô Santiago của Chile vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1, khiến cho các tòa nhà bị hư hại nhẹ. Các nghi phạm ngoài ra còn để lại những bức thư đe dọa Đức Giáo Hoàng Francis, chỉ 3 ngày trước khi vị chủ chăn của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ tới thăm quốc gia Nam Mỹ nêu trên. Ngoài việc châm lửa phóng hỏa, đương sự còn ném bom tự chế vào 3 ngôi nhà thờ cũng như rải truyền đơn trên khắp các đường phố. May mắn không có bất kỳ một ai bị thương vong. Vào ngày thứ Hai 15 tháng 1 tuần sau, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ ghé thăm 3 thành phố lớn của Chile, bao gồm thủ đô Santiago, Temuco và Iquique. Ngài là vị chủ giáo hoàng gốc châu Mỹ Latin đầu tiên tới thăm Chile. Buổi thánh lễ do Ngài đích thân chủ tọa tại Santiago theo dự trù sẽ thu hút hơn 500.000 người. Sang ngày 18 tháng 1, Đức Giáo Hoàng sẽ công du sang thủ đô Lima của Peru. Trong khi đó, thì tiến trình chuẩn bị chào đón Đức Giáo Hoàng Francis sắp sửa hoàn tất tại Peru. Thưa quý vị, người dân Peru hiện đang nô nức để chào đón chuyến viếng thăm tới thủ đô Lima của Đức Giáo Hoàng Francis. Nhiều tù nhân bên trong một trại giam dành cho nữ giới đang bận rộn làm những chuỗi hạt, trong khi một cộng đồng thiểu số sinh sống trong khu rừng rậm Amazon thì đang chuẩn bị cùng niên hiệu của Đức Giáo Hoàng để đặt tên cho một khu rừng.
Truyền thông địa phương cho biết có đến 650 tù nhân bị giam giữ bên trong nhà tù Virgen de Fatima đang tham gia làm 300.000 chuỗi rosaries. Những chuỗi hạt này sẽ được rao bán trên toàn quốc với giá là 10 sous một giây, tức là tương đương với khoảng 3 Mỹ Kim. Trong khi đó, tại tỉnh Đông Nam Madre de Dios, các nhóm tiểu số của bản địa, điển hình là Bồ Lạc Amahuanca, đang chuẩn bị dâng lên Đức Giáo Hoàng những bản đồ hồ sơ báo cáo về nạn đốt phá rừng đang hoành hành tại quốc gia Nam Mỹ nêu trên. Ngoài ra, thì họ còn sẽ tặng Đức Giáo Hoàng một chiếc đèn làm từ hạt dẻ, vì loại quả này là nguồn thu nhập chính của cộng đồng. Chuyến công du sang khu vực châu Mỹ Latin của Ngài sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 1 tới đây. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tình trạng chiến cuộc leo thang tại Idlib sẽ tạo ra một làn sóng di cư mới. Tình trạng chiến cuộc đang ngày một leo thang tại tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát ở Syria, theo dự trù sẽ tạo ra một làn sóng di cư mới. Tuyên bố nêu trên đã được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đưa ra vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1. Ngoài ra, ông còn kêu gọi hai đồng minh của chính quyền Damascus là Nga và Iran hãy giúp kiềm chế các cuộc tấn công đẫm máu đang có nguy cơ xảy ra trên đường biên giới giáp ranh giữa Syria và mặt nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi chiến cuộc nổ ra vào năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp cưu mang hơn 3 triệu người tị nạn đến từ Syria. Giới lãnh đạo Ankara hiện đang lo ngại sẽ có thêm nhiều người Syria sang lánh nạn tại quốc gia của mình. Hiện đang có khoảng 2 triệu người tại tỉnh Idlib đang rất cần sự viện trợ nhân đạo, trong bối cảnh nguồn lương thực dự trữ đang ngày một cạn kiệt. Thành phố Idlib giáp ranh với quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ là nơi đặt nhiều cứ điểm quan trọng của các phe phái đối lập, có chủ trương phản đối Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Không kích đẫm máu gần căn cứ không quân Abu al-Dhuhr của Syria khiến cho hàng ngàn người phải di tản. Thưa quý vị, nhiều màn không kích và giao tranh đẫm máu đã được ghi nhận xảy ra gần căn cứ không quân Abu al-Dhuhr thuộc mạng nam của tỉnh Idlib của Syria vào ngày thứ Sáu ngày 12 tháng 1, khiến cho hàng ngàn người lâm vào cảnh mất hết nhà cửa. Những cư dân đáng thương đã buộc phải bỏ ra hàng ngàn đồng lira để tìm chỗ dựng lều tạm trú, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế tại quốc gia Trung Đông nơi trên. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội vào cùng ngày đã quay lại được cảnh tượng nhiều người Syria đang đứng chen chúc bên trong một khu trại tạm trú tại thị trấn Batago. Được biết, trong suốt vài tuần lễ trở lại đây, lực lượng quân chính phủ đã tái chiếm được nhiều khu làng mạc gần đường biên giới giáp ranh giữa hai tỉnh Hama và Idlib, nhờ vào sự hỗ trợ của hai đồng minh đó là Nga và Iran. Hiện tại, quân đội Syria đang tiến về phía căn cứ không quân Abu al-Dhuhr. Thưa quý vị, hàng trăm thành viên của một nhóm Hồi giáo bảo thủ đã biểu tình để phản đối trang mạng xã hội Facebook tại Indonesia. Hàng trăm tín đồ Hồi giáo theo đường lối bảo thủ ở Indonesia đã cùng nhau xuống đường biểu tình về phía tổng hành dinh của trang mạng xã hội Facebook tại thủ đô Jakarta vào ngày thứ Sáu, 12 tháng 1, sau khi cáo buộc công ty công nghệ này hành vi phân biệt đối xử đối với các tổ chức tôn giáo như Đạo Hồi. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng giận dữ sau khi giới chức trách trang mạng xã hội Facebook ngăn chặn người dân vào để xem các tài khoản do những tổ chức tôn giáo theo đường lối cứng rắn thành lập, vì cho rằng những trang web này chứa đựng nhiều nội dung mang tính thù địch và tuyên truyền tư tưởng cực đoan. Tất cả những người tham gia tuần hành đều khoác trên người bộ trang phục màu trắng. Có người là thành viên của nhóm Hồi giáo cứng rắn Islamic Defenders Front, viết tắt là FPI. Trong tam cá nguyệt thứ hai của năm 2017, trang mạng xã hội Facebook đã có lượng người sử dụng lên đến 115 triệu người. Thưa quý vị, tiến trình giải cứu vẫn đang tiếp diễn sau vụ va chạm tàu thuyền trong hải phận của Trung Quốc. Tổng cộng có đến 14 chiếc tàu đã được phái tới tham gia vào tiến trình dập tắt hỏa hoạn và giải cứu những người bị mất tích sau khi một chiếc tàu chở dầu mang tên là Senji đụng trúng tàu chở hàng của Trung Quốc trong vùng biển duyên hải phía đông của quốc gia Bắc Á nêu trên. Đây là vòng giải cứu thứ ba được giới chức trách tiến hành sau khi hai màn giải cứu trước đó không mang lại kết quả. Những chiếc tàu cứu nạn đã cố gắng dập tắt ngọn lửa đang hoành hành trên tàu chở dầu, trong bối cảnh chiếc tàu này đang có nguy cơ phát nổ và chìm dần xuống đại dương. Làn khói độc phát ra từ đám cháy cũng đang đe dọa tới sức khỏe của các nhân viên cứu nạn. Công cuộc giải cứu đang diễn ra trong phạm vi 1.000 hải lý vuông.
Sau gần một tuần lênh đênh trên biển, tàu chở dầu Sanchi đã trôi khỏi vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 25 hải lý về hướng nam. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.